Các bạn mà đi Nhật về rồi, cứ auto là điểm châu cai phải cao vút luôn. Đúng các bạn thì được bao nhiêu điểm đấy? Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại để kể cho mọi người nghe về con đường chinh phục N3 của mình. Mình là thực tập sinh về nước, bản thân mình cũng hiểu với các bạn đang đi làm mà để có thể học tiếng Nhật để tốt và nhanh thì một điều rất là khó. Mình cũng thế, cái ngày mà mình bước sang Nhật là ngày mình mới tập trung vào bài 18 thôi. Khi vừa sang thì mình đã phải mất gần nửa năm để mà quen với cuộc sống của Nhật, quen với công việc và quen với những cái từ ngữ sử dụng trong công việc. Mình làm về khách sạn từ mới nhiều lắm ấy, phải học được cái đống đấy mà đến nửa năm mới quen. 4 tháng trước khi về giờ mình mới phải suy nghĩ là không biết thì về Việt Nam mình sẽ làm cái gì, mình sẽ bắt đầu với tiếng Nhật hay là mình sẽ học tiếp cao đẳng. Gần đấy mình đang học dở cao đẳng thì mình đi mà. Sau nhiều đêm trăn trở thì cuối cùng thì mình đã quyết định chọn tiếng Nhật. Và cho đến tận bây giờ ấy, thì mình vẫn thấy nó là một sự lựa chọn đúng đắn. Nó đã giúp mình lột xác hoàn toàn từ một con bé rất là nhút nhát đến cả Jiko Sokai còn run đứng trước mọi người không hề nói được. Và bây giờ thì hoàn toàn thay đổi luôn. Quay lại với quá trình học tiếng Nhật của mình nhá. Trước khi về nước 4 tháng mình bắt đầu mới quay lại tình yêu của mình với tiếng Nhật. Mình đi làm thì hôm nào cũng tầm 10, 11 giờ đêm mới về này. Một mình cứ lủi thủi ôm sách vở ra bếp học 1-2 giờ sáng cũng mới xong cơ. Bởi vì thời gian ít ấy, nên là mỗi ngày học một ít thôi. Và mình đi làm trên công ty cũng nhiều thứ vựng mới nữa nên chả học được mấy. May ra là trước khi về thì tạm đến được bài bắt tư. Các bạn của mình đứa thì đi chơi này, đứa du lịch này, đứa thì ở nhà nghỉ ngơi để gần dần thích nghi cuộc sống ở Việt Nam. Còn mình thì ở nhà đúng một tuần duy nhất. Sau thì ôm sách vở và xe ra Hà Nội đi đăng tìm trung tâm học. Là đấy mới học đến bài bắt tư thì cũng chỉ đăng ký một lớp N4 để học. Nhưng mà vào học N4 thì nó dễ vào lắm, mà nó dễ quá nữa. Thế là thôi lại quyết tâm là đi tìm lớp N3 để học luôn. Cuối tháng 8, các lớp mà N3 mở cho để thi tháng 12 nó ít lắm. Thế là may ra lên mạng tìm thấy được trung tâm Jiki Nihongo có một khóa tài chất cự. Nếu như các bạn nào biết đến Jiki Nihongo hoặc là đã học ở Jiki rồi, mọi người sẽ hiểu được cái độ chênh lệch giữa khóa Junbi với là khóa tài chất cự đúng không? Nó khá chênh lệch thôi. Mà có cái đứa đang học dở N4 thì mình nhảy vào ngay học tài chất cự. Nghĩ lại chẳng hiểu vì sao đầy bản lĩnh đến mức như thế nữa. Lần này đi học thì sáng học N4, tối học N3. Cứ sáng đi học từ lúc 7 giờ đến 9 giờ này. Sau thì ngồi làm bài tập tự học đến 11 giờ trưa mới về. Nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi xỉu tầm 1 giờ 1 rưỡi lại dậy. Bài tập nhiều quá phải căn giờ báo thức liên tục để dậy cho mình phải làm bài tập ấy. Sau dậy làm N3, xong tối lên trung tâm học N3 về lại cứ thức học tiếp cày đến 1-2 giờ sáng. Có hôm đến 3-4 giờ sáng nữa cơ. Có khi mình tính ngày mình học được 12 tiếng thôi. Nếu như mà không đủ 12 tiếng là không được, cứ kiểu bắt buộc bản thân mình phải như thế ấy. Cái lần đấy học khóa học online nó cũng chưa phổ biến nên là đi học vất vả lắm, nó cũng mất thời gian này. Thứ hai nữa là các trung tâm mở lớp cũng không phải lúc nào cũng phù hợp với cái trình độ mình đang học hoặc là phù hợp với thời gian của mình. Nghĩ lại cũng chả hiểu vì sao lần đấy mình học bất chấp được như thế, học sống chết luôn ấy. Và may mà cuối cùng mình đã đỗ được N3. Mọi người cứ tin chắc là các bạn mà đi Nhật về rồi cứ auto là điểm châu cai phải cao vút luôn. Đúng các bạn mình được bao nhiêu điểm đấy? Mình được 58/60. Sau khi có được tấm bằng N3 rồi, bắt đầu mình đi làm. Trong khoảng thời gian đi làm đấy, mình vừa cả làm và vừa học lên N2, học lên N1 luôn trong khoảng 1 năm. Mọi người chỉ cần đặt ra được mục tiêu này và cố gắng hết sức vì nó thì mọi người sẽ làm được thôi. Đừng có kiểu là chưa làm đã sợ, đừng như thế mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang là một giáo viên N3 tại Jiki Nihongo. Công việc chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể làm được, nhưng mà hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Mình đang làm rất tốt nó và mình càng ngày càng yêu thích hơn, nghiện nó luôn ấy. Ở video lần này thì mình hy vọng là sẽ mang đến được cho các bạn đang làm việc tại Nhật cũng như các bạn thực tập sinh đã về nước rồi thêm thật nhiều động lực để có thể cố gắng trong công việc cũng như học tập. Xin chúc mọi người là luôn thành công trong cuộc sống. Cho dù con đường các bạn chọn là gì, mọi người hãy cố gắng dốc hết sức và đừng ngại khó khăn mọi người nhé. Hey, xin chào mọi người.